Vâng ạ, xin chào bạn Vũ Cẩm Khuyên. Thì chúng tôi là phẫu thuật viên chuyên về tuyến giáp, chuyên về đồ cổ. Thì hàng ngày tại khoa ngoại đồ cổ chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho khoảng tầm từ trên dưới 20 bệnh nhân có u tuyến giáp. Thì chúng tôi tập rất nhiều những bệnh nhân mà u lành tính tuyến giáp, thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì mổ, và nếu không mổ thì mình can thiệp như có cần phải can thiệp không, và nếu không can thiệp thì mình theo dõi như thế nào. Thì đối với những u giáp lành tính thì chúng tôi khuyến cáo rằng là chỉ định mổ được đặt ra đó chính là khi một kích thước u giáp to hoặc là gây mất thẩm mỹ hoặc gây chèn ép, gây ra một cái triệu chứng khó chịu cho những bệnh nhân, hoặc là khi u to quá dẫn đến mất thẩm mỹ, bệnh nhân có thể tiến hành phẫu thuật. Ngoài ra một cái phương pháp khác đối với cái u giáp lành tính đó chính là hiện nay thì có rất nhiều bệnh nhân có thể được tư vấn để can thiệp, đó chính là đốt sóng cao tần. Thì phương pháp này thì hiệu quả cũng còn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái lựa chọn cho những bệnh nhân mà chưa muốn phẫu thuật, để có thể hy vọng rằng là sau khi đốt xong thì khối u sẽ nhỏ bớt lại. Và một cái nữa là câu hỏi của bạn đó chính là nếu mà không điều trị thì cần phải có uống thuốc gì không và theo dõi như thế nào. Thì đối với những cái bệnh nhân u giáp lành tính thì thường là chúng tôi cũng không, nếu mà không can thiệp phẫu thuật hay đốt sóng cao tần thì các bạn cũng không cần phải bổ sung thuốc gì cả. Mình chỉ cần theo dõi định kỳ hoặc tầm 3 đến 6 tháng một lần, theo dõi cái sự tiến triển của bệnh, và từ đó mình sẽ có những can thiệp hợp lý sau khi mình đi khám. Và một câu hỏi đặt ra đó chính là nếu mình không can thiệp thì sau này cái khối u này có tiến triển thành ung thư không? Nếu khi mà trước khi mà mình can thiệp, trước khi mà mình đi khám ấy, mà mình thấy rằng là kết quả siêu âm và kết quả chọc tế bào là khẳng định lành tính, thì cái khả năng mà cái khối u này chuyển thành ung thư rất là ít. Tuy nhiên thì cái tuyến giáp này của bạn có mắc ung thư hay không thì cũng là một câu hỏi. Ví dụ như là bạn có thể sau này bạn xuất hiện thêm một cái tổn thương mới, mà cái tổn thương này thì cũng có thể là ung thư, thì cũng không thể rằng nói rằng là mình có thể sau này mình không mắc ung thư. Nhưng mà cái nhân này khả năng mà lành tính chuyển thành ung thư thì rất là ít. Vâng.